Ok, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube này nha. Rồi, thì hôm nay mình review cho các bạn một cái áo tơi tả tơi. Một cái áo này mình mua mấy tháng về trước rồi á các bạn, nhưng mà mình chưa mặc. Mình mua chắc cũng từ 5 tháng rồi. Lúc mình về Kiên Giang á, cái rồi mình đặt. Tại vì bữa đó là cái chị này bán là hàng mới về và chị đó đang sale, cho nên là mình mua luôn. Thì mình chưa mặc nha, tại vì chưa có dịp mặc chứ không phải là không mặc, mà là chưa có dịp mặc gì đâu cả. Mình hổm rà là mình không có đi chơi được luôn. Mình chỉ có đi làm việc thôi. Ở cái cây xong này đẹp quá à. Cây xong này hiển cho ta, cho Út ấy nè. Chết là không có thời gian đi cạo lông mặt luôn. Cứ mài ra. Rồi. Thì nói chung là cái áo này là mình mua đợt mình về bên Kiên Giang các bạn. Nè các bạn thấy không? Trời ơi, mình cũng không biết là cái áo này nó sao sao nữa. Mặc cái người mẫu mặc nhìn đẹp lắm, mà cái áo này mặc ngồi gì trời. Rồi để mình mặc sọt cái thử coi. Mặc gì đâu mà tả tơi gì, quay lúa gì. À thôi, không mặc đâu. Không mặc đâu. Cái này là nó sẽ chéo một bên như vậy, là nó nghiêng như vậy. Xong cái cổ của nó sẽ là như vậy. Sẽ giống mà sắp sửa mà. Sắp sửa lên thành hình của gì trời. Nè, nói chung là nó sẽ như vậy nè các bạn. Một bên là như vậy ha. Rồi các bạn sọt cái tay vô. Bạn sọc cái tay vô đúng không? Rồi bên đây nữa các bạn cũng sọc cái tay vô. Trời ơi, cái áo gì đâu mà dưới đây cái tà nó bự đâu nhà được luôn à. À quá là mình đi ăn các bạn mình lấy lên chùi miệng luôn, mình không cần nhí chứ đúng không? Hậu lý đâu mình đi ăn mình chùi miệng luôn. Ngựa dễ sợ. Trời ơi, ngựa dễ sợ. Ê, đeo này giống như là tao đang què tay. Nhìn mất cười quá à. Nè, xong rồi cái này thì nó sẽ nằm ở bên đây như vậy nè. Ê, gì ta mặc gì cũng được quá trời. Gì kỳ vậy bay. Gì kỳ vậy. Sao tao thấy mua được cái con áo này tao mặc hay gì trời. Nè bạn mặc vô kiểu gì nè. Ở cái tà áo thì nó sẽ cao lắm. Nói chung là nó sẽ hai cái tà này là hai cái tà, một là chùi miệng, hai là lau bàn. Đi ăn xong cái chùi ăn vô tả luôn. Nó lại vậy đó các bạn. Thì tại vì mình mặc đó là mặc chơi chơi thôi, chứ nếu mà mặc chơi trong form người thì đẹp nha. Tại vì mới mặc chơi chơi thôi mà mình cảm thấy á, khi mà mặc vô nó là đẹp rồi. Nói chung là xinh lắm á. Rồi ok, thì nói chung là cái con đầm này, ớ lộn, cái con áo này. Con đầm luôn rồi, đẹp rồi luôn. À, tại sao nó lại xảy ra với tôi vậy? Chàng ơi, chùi được dân ơi, chùi được dân ơi, không sao dân ơi. Chùi được dân ơi. Tại sao vậy Bích Dân? Đó. Rồi nói chung là mình mới vừa lỡ ịnh gớt cái gì. Ịnh gì? Ịnh cái phần ịnh cái, ôi sao tự nhiên thấy sáng, sao tự nhiên thấy da mình trắng với ta. Rồi tự nhiên mình ịnh cái mỏ mình vô là dính một bệt son ở đây, nhưng mà không sao, hơn là không có đậm mấy. Rồi thì nói chung á, con áo này á, là nó sẽ là một cái con áo xéo như vậy nè. Rồi cái con này thì mặc lên trên đây như vậy nè. Nó thì nó sẽ mặc xéo xéo như vậy các bạn. Nhưng mà mặc vô thì mình nghĩ là kết hợp rất là đẹp ha. Thì mình sẽ mặc với một cái chân váy đen. Thì cái chân váy đen ôm đó mình đã có review rồi ha, chứ không phải là chưa review. Và có con áo này thì mình mua với giá là 89.000 hay là... À không, 79.000 thôi, 79.000. Giá gốc của nó là 89, nhưng mà được bớt 10% là còn 79. Đó. Thế cho là mình mua chung một con áo nữa. Thì khi mình nhận về là hai con nó chỉ có 170 hay là bao nhiêu á, hay là 180 hay gì đó, chứ mình không nhớ rõ nữa. Nhưng mà mình chỉ nhớ là con này là giá gốc là 89.000, giá ấy của nó là 79.000 thôi các bạn ha. Rồi, thì con áo này thì mình cũng nói là nó là một cái sợi len, len như vậy nha các bạn. Thật sự là trong túi đồ mình nó nhiều cái chải chất vải này cực kỳ luôn. Mà mình thấy hình như là cái chất vải này là cái chất vải quốc dân thì sao á. Đa phần là đồ đạc người ta may bằng cái chất vải này siêu siêu nhiều các bạn ạ. À, siêu nhiều luôn chứ không phải là ấy nữa, mà phải gọi là siêu siêu nhiều luôn. Thì nói chung là cái con áo này mình mua lúc đó là mình cũng mua là để mục đích là mình mặc với lại cái chân váy luôn ấy. Cho nên là mình mua con áo này. Thì hiện tại là mình thấy là trên shop chỉ đó là không còn cái mẫu áo này nữa, mà chỉ bán những cái mẫu áo khác các bạn, không còn nữa. À, nhưng mà cái áo của shop chị này bán thấy chất lượng, mà hàng chị ấy chụp là hàng tự chị ấy chụp là hàng mẫu á, cho nên là mình thích mua cái shop này đó. Mai mốt mà ấy ấy thì nói chung là lâu lâu mình muốn mua đồ, mình muốn mua đồ mà kiểu dạng áo rẻ thì mình sẽ vô shop của chị mua, mà dạng áo kiểu thì vô shop chị, còn mà mua áo thun thì mình mua shop khác.
quần cũng vậy nữa các bạn. Nói chung là mỗi cái shop nó sẽ có một cái đặc điểm để mình mua đồ riêng, không có shop nào giống shop nào ha. Rồi và cái sớ vải này và cũng cái chất liệu vải này là màu trắng nha các bạn ha. Rồi và các bạn sẽ nhìn lại một cái lần nữa cái ống tay áo cho mình nè. Bây giờ mình sẽ cầm lên cho các bạn coi cái ống tay áo của nó ha. Người ta sẽ thiết kế kiểu như vậy mà nói chung là thiết kế cũng hay đó. Cắt gứ rồi hả, cắt xẻ tùm lum. Nè các bạn coi cái ống tay áo nè. Nó sẽ xẻ như vậy ha. Và nó sẽ ra một cái ống ta loa như vậy, nó dạng ống loa, ống loe á các bạn ha. Mà cái này ống loa bự quá. Rồi cái phần này thì người ta sẽ xe lai chứ người ta không may nha. Thay vì người ta may thì ta sẽ xe lai như vậy. Thì mình cảm thấy là xe lai nhìn đẹp hơn. Đó. Từ cái phần đó cho đến cái phần tà áo xéo bên dưới thì cũng xe lai hết nè. Những cái tà này ta đều xe lai. Tại vì mình thấy á, thà là xe lai thì nó sẽ không có bị mắc hết. Chứ còn mà các bạn may vô như vậy nè, thì thứ nhất là nhìn nó sẽ không đẹp. Và nó sẽ bị kiểu như là nó sẽ ăn kì dữ rồi tiếng nước. Thế chung là nó sẽ rất là đẹp đó. Rồi thì nói chung là cái con áo này thì mình mua với giá thành bao nhiêu đó, cho nên là cái chất lượng như là cũng đã rất là ok la rồi, mình không có còn đòi hỏi gì nữa nha các bạn. Và cái màu của nó là một cái màu trắng tinh ha, chứ không có phải là trắng ngà ngà hay là có trắng thì nó cũng rất là nhiều loại trắng, còn cái màu này là trắng tinh luôn nha. Rồi và cái phần áo nè thì người ta may rất là kỹ và khéo nè các bạn, coi nè những cái đường chỉ may rất là khéo luôn ha, đẹp, nói chung là đẹp, con áo này may đẹp. Nói chung là chỗ nào người ta cần may thì người ta sẽ may, còn cái chỗ nào mà người ta xe lai, người ta viền thì người ta sẽ xe lai hết các bạn nè. Và cái con áo này được cái mình thích ở đây là nó sẽ kiểu như là nó sẽ người ta sẽ may, người ta sẽ nhắn cái phần này nè là để cho nó cố định của cái phần bầu áo luôn. Mình cũng có một cái con áo chảy vai nhưng mà nó không có cố định các bạn, mỗi lần mặc vô nó sẽ bị chạy ngược lên không à, cho nên là mình rất ít khi mặc cái con áo đó luôn ha. Thì nó cũng là một màu trắng như vậy nè, và nó cũng là cái vải răng len, nhưng mà con áo nó hơi mắc. Con áo đó mình mua ở dưới Long Xuyên mà mình mua trong shop á, trời ơi, cái đợt đó mình vô shop đó mình mua hỏi có cái gì đâu, cái áo đó, cái chân váy, cái bóp nữa mà mình cho mình thanh toán là 1.000.000, trời ơi, mình nhót cuộc luôn các bạn, mình không nghĩ là nó sẽ mắc đến như vậy luôn á, mắc lắm. Mà chất lượng thì mình thấy nó cũng bình thường rồi, nhưng mà mình thấy mắc kiểu gì á. Rồi về phần rồi mình mới phát hiện thêm là cái phần cổ áo của nó sẽ như vậy luôn nè, nó sẽ không có ấy ha. Bây giờ mình tưởng là cái bao áo của nó sẽ là một cái ngang, có nghĩa là đều, nhưng mà không nha. Từ nhỏ cho đến lớn và từ lớn cho nhỏ, có nghĩa là nó sẽ nhỏ dần dần và mới tới lớn, hoặc là lớn dần dần tới nhỏ nè. Bạn nhìn thấy nhìn kỹ cho mình ha nè, hồi nãy là mình cứ tưởng đâu là nó sẽ ấy, nhưng mà không, không hề, không phải vậy ha. Rồi nói chung là con áo này thì nói chung là mình thấy hơi khó phối đồ đấy. Rồi ok, thế là video review một cái con áo màu trắng len răng như vậy và cái kiểu dáng sẽ ok, sẽ tàm lum như vậy. Đến đây là kết thúc nha. Nếu mà bạn nào cảm thấy video này hay thì để lại giúp mình một like và cái kênh nha. Hẹn gặp lại tất cả.